Hàng hiếm này thì em biết không biết có vấn đề gì hay là cô là có một tính chất rồi đó. Dạ. Có thể là cô yêu một bạn nữ nào đó chứ không phải là yêu em. Em là vậy đúng không? Em cố gắng tìm hiểu thì em thấy rằng cô này là một cô và tuyệt vời. Rồi tuyệt vời ở đây nó là như thế nào? Đầu tiên là thích về bóng đá, là một cái mà em cũng đang làm về một cái người mà luôn luôn mang lại cái năng lượng tích cực cho em. Giả sử mà em cầm cái là em bao giờ mà em đầu tiên là em cũng muốn làm cho vợ em cười. Bao lâu thì em tỏ tình với vợ em? Em không nhớ. Một tháng chị. Một tháng sau đó. Dạ. Đó. Chồng em là mối tình đầu của em. Trước đó em hình dung á là ví dụ như là khi hai người mà họ chính thức quen nhau á thì trước đó họ tìm hiểu rồi họ nắm tay hay gì kia thôi, nhưng mà em không ngờ khi mà em vô cái mối tình này mọi thứ nó đến tự nhiên lắm. Có nghĩa là ảnh chưa tỏ tình chính thức nhưng mà trước đó thì cũng đã nắm tay, đã kiss nhau, đã ôm nhau rồi. Thì em mới ngộ ra là hình như giới trẻ bây giờ là nó yêu nhau như vậy khá là nhiều. Chứ không phải đợi chính thức quen nhau rồi mới bắt đầu nắm tay, mới lại hôn, mới lại ôm nhau. Dạ. Thì hôm đó là em nhớ là cái trận đá banh Việt Nam đá với cái đội nào. Trời ơi, đó. Bởi vậy mình nôn nao không uổng đúng không? Ui, cặp vợ chồng này đẹp đôi quá. Dạ, lời đầu tiên em xin chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận. Em tên là Phụng, năm nay em 26 tuổi. Nghề nghiệp của em là một luật sư và bên cạnh đó em có kinh doanh về mảng giảm cân với lại chăm sóc sắc đẹp. Dạ. Em là Nguyên, một streamer chuyên nghiệp. Và ngoài ra thì em còn rất là yêu vợ. Anh rất muốn biết rằng là hai vợ chồng em lần đầu tiên gặp nhau ở đâu nè. Anh nói em nói. Đoán đi, em đoán đi cho nó vui vẻ coi. Anh này đi làm đẹp và đến gặp ngay cái chỗ mà làm cái chỗ này nó quá là hiệu quả. Cho nên về như là lên streamer đó, lên giới thiệu. Cái thế giới của streamer là em chỉ có trong bốn bức tường à. Em cũng không quan tâm đến vẻ là streamer như kiểu em không quá đẹp như là chị Hồng Vân để có thể lên TV chẳng hạn. Không, anh đang đoán. Hãy để anh đoán. Anh Bin đang đoán là tại sao tụi em lại có thể gặp nhau được. Đó là anh đang đoán là em nói đẹp. Vậy tại vì suốt ngày làm trong phòng cũng quá cho nên cần phải làm đẹp, phải đi tinh trang nhan sắc mà đến cô này gặp làm đây. Và trong lúc làm thấy hiệu quả quá, thấy cô chủ đẹp quá là cô luôn dính luôn đúng không? Em đúng nghĩ không? Là một cái duyên trời định á. Thật ra là em với lại chồng em là quen nhau qua một cái ứng dụng hẹn hò. Rồi thôi, anh đoán là chết quá rồi. Dạ đúng rồi. Sai quá nhiều. Anh này là một cái người nhìn rất là đẹp trai. Thì em nghĩ là chắc là cũng rất là đào hoa. Không phải cái tiếp người mà em thích. Nói chuyện được 15 phút thôi là không có nói chuyện nữa. Rồi xong là bẵng đi. Một tháng sau là em thấy một người follow em trên Instagram. Thấy hai đứa có một người bạn chung. Từ đó mới là nói chuyện lại. Thật ra em ấn tượng với cái app đó, cái app hẹn hò đó. Tại vì khi mà vô là có thể xem coi cái cô đó có tính chất như thế nào. Phải nói chuyện với rất là nhiều cô để có thể lọc được như vậy. Khi nào thì các em mới chính thức gặp nhau ở ngoài và tìm hiểu mới? Sau khi nói chuyện được một tuần, em chủ động hẹn anh này ra vào ngày lễ Giáng sinh. Ấn tượng đầu tiên là anh rất là tươi, cũng coi như là anh em bình thường thôi. Nhưng mà vẫn cho một cái cơ hội để mà mình tiếp tục mình tìm hiểu lẫn nhau. Em gặp rồi, bắt đầu nói chuyện rồi em biết mấy vợ em là người hiếm. Em hình như lúc đó là 22 tuổi thì vợ em vẫn chưa có gọi là một mối tình vắt vai nào cả. Hiếm là vậy đó. Dạ. Hiếm hàng hiếm luôn. Anh nhìn cổ xinh đúng không? Không, cái lúc đó là anh nghi liền. Anh nghĩ giả sử mà cổ xinh như vậy mà cổ chưa có mối tình nào cả thì có vấn đề gì ở thôi. Từ lúc em suy nghĩ như vậy thôi. Em càng tìm hiểu thì em thấy rằng vợ em rất là tuyệt vời. Dạ. Rồi thì bao lâu thì mới bắt đầu là chính thức tỏ tình cậu? Anh nghĩ là em tỏ tình cổ đúng không? Dạ dạ, em tỏ tình cổ, tại vì đó là luật. Em nhớ là buổi đó là em tỏ tình. Thực ra cái câu chuyện trước đó em cũng phải tìm hiểu. Em sợ hàng hiếm này thì em biết không biết có vấn đề gì hay là cổ là có một tính chất rồi đó. Dạ. Có thể là cô yêu một bạn nữ nào đó chứ không phải là yêu em. Em là vậy đúng không? Em cố gắng tìm hiểu thì em thấy rằng cô này là một cô và tuyệt vời. Rồi tuyệt vời ở đây nó là như thế nào? Đầu tiên là thích về bóng đá, là một cái mà em cũng đang làm về một cái người mà luôn luôn mang lại cái năng lượng tích cực cho em. Giả sử mà em cầm cái là em bao giờ mà em đầu tiên là em cũng muốn làm cho vợ em cười. Bao lâu thì em tỏ tình với vợ em? Em không nhớ. Một tháng chị. Một tháng sau đó. Dạ. Đó. Chồng em là mối tình đầu của em. Trước đó em hình dung á là ví dụ như là khi hai người mà họ chính thức quen nhau á thì trước đó họ tìm hiểu rồi họ nắm tay hay gì kia thôi, nhưng mà em không ngờ khi mà em vô cái mối tình này mọi thứ nó đến tự nhiên lắm. Có nghĩa là ảnh chưa tỏ tình chính thức nhưng mà trước đó thì cũng đã nắm tay, đã kiss nhau, đã ôm nhau rồi. Thì em mới ngộ ra là hình như giới trẻ bây giờ là nó yêu nhau như vậy khá là nhiều.
chứ không phải đợi chính thức quen nhau rồi mới bắt rồi đầu nắm tay mới lại hôn mới lại ôm nhau. Dạ. Thì hôm đó là em nhớ là cái trận đá banh Việt Nam đá với cái đội nào mà đá ở dưới trời tuyết hay sao anh? Đó là cái trận mà mang cái cảm xúc cho cả đất nước này. 2018. Dạ đúng rồi. 2012 năm 2018. Đúng rồi đúng rồi. Dạ đi bão xong rồi về, rồi anh nói là ngày này một tháng trước thì là em là người mời anh ra trực tiếp gặp mặt, thì bây giờ một tháng sau thì là anh ngỏ lời em là bạn gái của anh nha. Thì mình thấy dễ thương tại vì mình cũng nói bất ngờ. Không trong ngày đó được. Thế em không nói không được có nghĩa là em nói xong là em thu hoạch liền đúng không? Dạ có. Tụi em yêu nhau trong bao lâu? Dạ 8 tháng xong rồi cưới nhau. Dạ. Có nhiều những kỷ niệm đẹp không? Cãi nhau đến độ mà chỉ muốn chia tay nhau hay là có. Anh nhớ lần đó không? Không. Anh nhớ lần đó không? Không. Cái anh này em thấy đúng là nói chung nó lạ, nó không có giống như những cái anh mà em đã từng gặp. Nghĩa là lần đó là em thì em thích là ví dụ như là nhắn tin là phải trả lời nhau liền. Nhưng mà ảnh nhiều khi ảnh lâu lắc, anh đi làm gì kia xong ảnh mới reply lại. Thì em cứ nhắn vậy hoài nhưng mà ảnh không có chịu thay đổi. Tới cái lần đó là buổi đêm trước khi mà ảnh đi ngủ em lại nhắn một tin dài. Ý là em nói là em cho anh nhiều cái thời gian để mà ảnh thay đổi. Ngoài cái đó còn những cái khác nữa Nhưng mà anh vẫn vậy. Thì anh này anh rất khó chịu. Một cái là em cũng sai là tại vì anh nói là anh rất là ghét khi mà cứ cãi nhau mà nhắn tin cho anh về cái vấn đề cãi nhau trước khi anh đi ngủ. Làm cho anh ngủ không được. Thì cái hôm sau anh nói là anh suy nghĩ một đêm dài, anh nghĩ thôi chúng mình nên chia tay đi. Mà nhắn tin qua điện thoại, trời ơi em hết hồn, em không ngờ anh nói từ chia tay. Mà theo em biết đàn ông mà nói từ chia tay ấy, có nghĩa là thiệt. Đó nghĩa là nó nghiêm túc thật sự luôn á. Xong nói là không, bây giờ nếu mà muốn chia tay ra gặp mặt chứ không có nhắn tin như vậy. Rồi lúc mà ra thì em nói là ông giỡn. Trời ơi chị coi chị nổi không? Chứ anh gì biết, nữa. Cho dù anh không nhớ câu chuyện nhưng anh biết chắc chắn đó không phải là đúng rồi. Toàn bộ câu chuyện. Thì anh nói vậy mà tức là anh phải nói một cái gì đó rồi xong nhưng mà anh phải là nói bình một cái thường gì đó rồi xong anh mới nói là ok anh giỡn. Đàn ông họ nói chia tay có nghĩa là nghiêm túc đúng không chị? Còn lần này là anh nói là anh giỡn, còn bình thường là phụ nữ ví dụ như em nói chia tay là chuyện bình thường. Nhưng mà thật sự là em có muốn em giỡn là em cái lúc đó con nít anh Phụng ơi em trâu không? Dạ em tại em nóng tính nữa. Phụng làm gì Phụng làm rồi em làm việc của em thì em chỉ nghĩ như vậy thôi. Xong rồi từ lúc đó là nhưng mà ra thì cô này quan trọng quá, cuối cùng lại là giận. Ủa nhưng mà lý do gì sao mà 9 tháng rồi cưới liền vậy? Bác sĩ kêu cưới. Vui ở đâu? Vui ở Nha Trang hay vui ở Sài Gòn? Lần đầu tiên của các bạn là ở đâu? Nha Trang. Đó. Nha Trang đúng không? Đó. Thì thường là accident nó cũng đều từ đó mà ra cả đó mà. Lần đó. Rồi sao? Bác sĩ báo cưới thì là em, anh Nguyên. Lúc đó thì em vui không? Lúc em nhận được cái em tin nghe bác sĩ nói vui không? Dạ, em có kinh nghiệm. Dạ, tại vì trong trường hợp giả sử như kiểu em gặp trong một người bạn em cũng đã giống như vậy. Trong trường hợp người bạn em thì em có cảm giác như kiểu em rất sáng suốt trong cái lúc đó khi mà em nói rằng mày phải cẩn thận mày phải kiểm tra lại. Dạ, cho chắc là sau đó. Dạ, nhưng mà cái lúc đó thì cái kinh nghiệm đó hình như nó cũng không giúp cho em nhiều, em vẫn sốc. em vẫn nó giống như là bây giờ không lối thoát hay là một cái gì đó nó em chưa sẵn sàng cho cái đó, em không biết cái đó là gì cả. Nhưng mà bác sĩ báo cùng với hai đứa hay là bác sĩ báo với em báo ngược lại với em là người thử lúc đó là đang về quê xong thử que xong mới thấy là hai vạch. Sau đó là em cũng sốc cũng khóc tại vì em nghĩ là lúc đó là giống như em đang muốn tập trung cho công việc rất là nhiều đó, bắt đầu đang khởi nghiệp kiểu vậy. Thì nhận được cái tin đó xong rồi mình thấy trời giống như là mình nghĩ mình vẫn còn 18 tuổi vậy. Là sau đó là gọi cho anh này liền, xong rồi anh cũng nói là thôi bỏ đi em. Là mình bắt đầu trời sao với người đàn ông mình đang yêu sao kỳ cục vậy. Sau đó là không, tối đi em quay lại Sài Gòn thì mình đi khám một lần nữa cho chắc. Thì lúc mà đi lên á thì khám xong rồi thấy rất là đáng yêu. Sau là quyết định giữ lại thì anh tôn trọng quyết định của em. Em nghĩ cái vấn đề quan trọng nhất là lúc đó em thật sự yêu vợ em. Cái chuyện này đến gia đình thì hai bên gia đình thì phản ứng như thế nào? Đầu tiên là đưa về nhà của ảnh. Thì trước đó là em đã qua nhà ảnh chơi một hai lần gặp ba mẹ rồi. Thì thấy ba mẹ nhìn nhau cười thì ok thôi. Nhưng mà em nghe đồn là sau đó ba mẹ cũng sốc lắm. Nhưng mà vui tại vì thực ra là ông bà cũng đến tuổi muốn có con rồi. Có cháu. Rồi xong liền lúc đó là hai vợ chồng đi qua bên nhà của em để mà thưa với ba mẹ em. Em qua nhà vợ em như một ông hoàng lúc đó. Lần đầu sau này em mới biết là ba vợ em rất là cool, rất rất là xịn.
Dạ, nhưng mà lúc đó thì em thấy rằng ba vợ em hơi ngầu và cũng không có thực sự có những cuộc trò chuyện của em với lại ba vợ em. Lúc đó là cái lúc mà như kiểu em có thể về em có đập bam một cái và em bước vô nhà giống là lần đầu tiên mà em nói ra chuyện ra mắt ba mẹ vợ luôn. Dạ, ra mắt ba mẹ vợ mà em đã có một cái nguyên một cái quá bự như vậy của hai vợ chồng em. Tức là khi mà thông báo với bên nhà em á thì lúc đó ba mẹ em phản ứng sao? Mẹ em cũng thích. Ý là đương nhiên là cũng sốc, mẹ em chuẩn bị tinh thần trước rồi, trước khi lúc mà quen anh này. Tại vì tư tưởng của em với mẹ em nó khác nhau. Em là người rất là mở, tư tưởng thoáng, còn mẹ em là kiểu tư tưởng truyền thống á. Nhưng mà trong quá trình em quen anh này thì em cũng đã giống như là hướng lại tư tưởng nhà mẹ là mẹ nên thoáng như vậy. Tại vì không có phải lúc nào cũng phải cưới nhau rồi mới quan hệ thì nhiều khi nó không hợp thì như thế nào. Thì mẹ em chỉ nói là ok, nếu mà có vấn đề gì là phải giữ chứ không có được phá. Lúc mà biết thì mẹ em thấy cũng bình thường à. Mẹ hỏi là hỏi coi Nguyên nó có chịu giữ không. Dạ. Như vậy là lấy nhau được bao nhiêu lâu rồi? Tới bây giờ là 2 năm. Hai vợ chồng 2 năm. Tật xấu của anh ấy có nhiều không em? Thấy không có nhiều lắm. Tật xấu của anh này là có một cái rất là dơ. Có nghĩa là đi ở ngoài đường về là bụi bặm, không có mặc áo khoác gì á chị. Thì đương nhiên là về là phải thay quần áo ra rồi rửa chân này kia rồi nó nằm trên giường. Nhưng mà không, cứ bay lên giường mà nằm. Phóng một phát lên giường. Chính xác, em la mấy lần rồi không được. Cái thứ hai là cái hành động mà nó cũng mạnh bạo. Ví dụ như là tối con gái đang ngủ với em thì em còn thức, em canh con gái. Thì anh stream xong anh lên là cứ mở ra mà cứ rầm rầm nha, cũng không chịu sửa. Rồi một cái nữa là rất là nóng tính. Thì trong các cuộc cãi vã đều là ảnh, nhiều khi ảnh nói chuyện với em mà cái cách nói chuyện như là cứ quát vô mặt mình á. Nhưng mà đối với anh đó là nói chuyện bình thường. Thì kiểu không chịu sửa cũng không chịu sửa gì hết trơn. Đâu cái đó anh sửa rồi mà. Chưa, không thấy. Rồi không phải cho là mình làm việc với máy tính nhiều quá rồi nó khiến cũng con người thể. Mình á bị nói lớn tiếng không ta? Anh nói chuyện với vợ anh á, anh thấy anh cho là cái rất là bình thường, cái cao độ của mình nói chuyện cũng rất là bình thường, mà em bị liên cái nó liên tục luôn. Giống như là mình nói chuyện nạt với mặt người ta. Anh đúng, có thể coi cách chắc chị Vân nhìn, chị Vân không biết, không biết anh đang nói về gì. Mà biết, em biết Thuận là không phải là do máy tính, mà em là cái tính chất nghề nghiệp của em thì Thuận làm đạo diễn nhiều á. Ra hiện trường là Thuận phải nói lớn, nói nhiều, nói lớn để người ta hiểu được cái ý của mình á, thì thành ra nó là thói quen. Chứ không phải là do máy tính. Bạn này là cũng là thói quen nghề nghiệp luôn, là bạn cũng phải nói, chứ không phải là do cái máy tính nó làm cho bạn bị. Em nghĩ là tại vì em xem thể thao nhiều và thực sự khó để có thể vô một trận bóng đá mà em bình tĩnh được. Đó, còn gì nữa nè? Còn cái nữa là rất là gọi là độc tài, liên quan tới sở thích. Có nghĩa là anh này á, anh thích ăn cái gì là em phải ăn theo cho bằng được. Có một lần á là em nói, tại vì em đi làm ở bên Tân Bình nha, em quận 7 thì Tân Bình hơi bị xa, cho nên là lâu lâu là nói chồng chở đi làm. Thì chồng nói là ok, hôm nay anh chở đi làm nhưng mà phải ăn sáng theo anh. Đó là ăn cơm tấm. Mà chỉ biết một tuần 7 ngày là ngày nào cũng ăn cơm tấm, tới hôm đó vẫn ăn cơm tấm. Em là người chung thủy. Anh sẽ chia sẻ về một số quán cơm tấm. Rồi đó, rồi xem phim cũng vậy. Nếu mà đi xem phim rạp là phải xem phim của ảnh, không được xem phim Hàn Quốc, để xem phim Quốc em tự đi xem mình. Mà có gia trưởng không? Không, gia trưởng thì không chị. Chỉ có độc tài phát xít thôi. Đúng rồi, về cái sở thích thôi. Chứ còn mấy cái vấn đề khác thì là rất là hay hỏi ý em. Rồi ví dụ như là để cho em tự do làm gì em thích là luôn luôn ủng hộ em. Em mong chồng em thay đổi những cái tính nào? Em chỉ thấy cần thay đổi là ảnh bớt nóng tính lại. Giống như là điềm tĩnh nói chuyện hơn, chứ lúc nào cũng nóng. Giống như là làm tổn thương mình á, rồi sau đó lại đi xin lỗi mình, thì nó không có thay đổi được cái gì hết trơn, lúc nào cũng vậy hết trơn á. Thôi, vấn đề là anh đã bình tĩnh lại so với thời gian trước rồi. Tại vì em rút kinh nghiệm á, là bình tĩnh là cách duy nhất mà em có thể thắng được một cái cuộc cãi vã với không vợ thấy. Em, nhưng mà em phải nói từ từ lại. Nhưng mà em cãi với luật sư cũng hơi căng lắm. Cách lắm em ơi. Như vậy là mong Nguyên thay đổi là bớt nóng tính lại. Dạ, đó. Chỉ có cái đó và thôi. Đừng bao giờ nói những cái điều gì đó làm tổn thương người đẹp, đúng không? Dạ. Được không Nguyên? Dạ. Rồi bây giờ tới em đó. Em coi thật xấu đi. Đầu tiên là vợ em hơi bị không ngăn nắp. Em nghĩ là cái đấy là một người phụ nữ, một người con gái, người ta sẽ biết hơn một người con trai. Mà lẽ ra là một người phụ nữ giống như là sẽ dạy cho người đàn ông cách ngăn nắp hơn. Có một số cái mà giả sử như là người vợ em đi về thì thường để cái ba lô ở ngay chỗ đem đi. Em lên phòng thì em dậm mấy lần và em mém té mấy lần. Và cứ mỗi lần mà em nhắc về vấn đề đó là vợ em đúng bài là vợ em sẽ nói sang một vấn đề khác, giống như là vợ em không nghe.
Rồi tiếp theo. Có giống như những người phụ nữ thời đại này là thích shopping, thích mua sắm online? Dạ có. Một ngày mà em có thể đi xuống và em nhận hàng của từ những trang web đó, chắc là cũng em nghĩ từ khoảng 3-4 lần. Dạ, đến nỗi mà em thuộc hải tiếng. Không, em toàn mua đồ lòng cho gia đình, mua cho em bé, em tại vì là bé shopping, gái em thuộc, à. Em thuộc những tên những anh shipper đó luôn mà. Em nói shipper chuyện vòng vòng trong phường. Quen lắm. Dạ. Rồi sao nữa nè? Tật xấu thứ hai. Tại vì vợ em không nấu ăn nhiều. Em biết là nấu ăn cho người khác là một trong những cái gì đó tuyệt vời nhất mà mình có thể làm cho người khác được. Nên rằng vợ em nấu ngon. Có những lần hiếm hoi mà vợ em nấu là em nhớ lắm. Cái lần đó em đang làm ở trong hoặc là em coi đá banh gì đó, khi mà vợ em đưa vô một cái món mà món Ấn Độ. Cái món đó món gì vậy? Chả đậu gà. Dạ dạ, chả đậu gà một cái. Rồi xong đưa cho em một ly nước. Đó, có hai cái đó thôi mà em nhớ mãi luôn. Nhưng mà lúc đó em thực sự cảm thấy rất là đã. Tức là ngon ở cái cử chỉ đưa, cái động tác đưa, hay là ngon ở cái món ăn? Dạ em nghĩ là ngon cả hai. Em chỉ có một cái kỳ, cái này em kể thêm là vợ em có một cái hay nói với em không được quyền béo lên. Còn nếu mà em béo thì vợ em sẽ không thích. Thì mà lúc đó vợ em sẽ hết yêu em. Em ngồi em suy nghĩ lại, nếu mà em nói ngược lại cái vai trò như vậy chẳng hạn, nếu mà em béo hơn thì anh sẽ không còn yêu em nữa và anh sẽ thích những phụ nữ ốm hơn, thì cái mức độ nghiêm trọng của cái câu mà em nói tới mức nào. Có những cái câu mà vợ em nói nó rất là mắc cười, khi mà em nói ngược lại với vợ em thì lại không được, nên là em thắc mắc như vậy thôi. Tức là chồng em đã từng nói với em điều đó. Em nói trước. Em nói trước, nhưng mà sau đó thì chồng em nói với em điều ý đó là lại. Chồng hỏi là ơi sao em vui gì với ý là nếu mà anh nói ngược lại câu đó thì em thấy làm sao? Em có thấy tổn thương không? Em có chịu đựng được cái câu đó không? Thì em có trả lời không? Em chỉ cười thôi, tại vì em biết là anh sẽ không bao giờ nói với em câu đó. Nhưng mà giờ em nói cái câu đó với chồng em là nói thiệt hay là nói nói vui giờ thôi. Chồng em béo lên thì sao? Thì bắt giảm cân sao anh chị? Rồi bây giờ em mong muốn vợ mình thay đổi điều gì? Em nghĩ là ngăn nắp hơn. Đồ đạc thì để gọn, mà cái này là cả hai tụi em luôn. Em cũng nghĩ là cái đó luôn. Bừa kiểu khác á, mọi người bừa một kiểu. Rồi nghĩa là cả hai đều mong muốn là ngăn nắp. Thì giờ hai vợ chồng cùng đồng lòng hiệp sức đi. Hai ba lần em địch bị té ở cái ba lô á, thì lần này á là em đừng có để bị té nữa, mà em cầm cái ba lô em cất cho một chỗ nào đó. Một hai lần người ta có sĩ diện, người ta luật sư mà, bị tổn thương người ta sĩ diện nó cho, không lẽ giờ mình làm gì kỳ quá đúng không? Tự động người ta vì cái sĩ diện đó người ta sẽ phải gọn. Và ngược lại. Dạ. Đó kiểu vậy đó. Hai vợ chồng quá đẹp đôi, lại nói chuyện là luôn luôn dành cho nhau một ánh mắt rất là yêu thương. Say đắm tình tứ. Đó, em cứ mỗi ngày em đang nói là mỗi ngày em lại càng yêu vợ em hơn. Đó. Em ơi, tuyệt vời lắm em ơi.